Em tên là Quý Tài, 29 tuổi, làm nghề buôn bán. Rồi, thế còn em? Em là Bạch Huệ, em 27 tuổi, em là thiết kế mỹ thuật. Huệ với Quý Tài là quen nhau trong trường hợp nào? Thì lần đầu tiên là gặp ảnh ở quán bún riêu của ảnh. Quán bún riêu của ảnh hả? Dạ, ảnh bán. À, nhà em bán bún riêu hả? Dạ. Ồ, bây giờ còn bán không? Dạ, nghỉ rồi chị. Bây giờ mình đang bán gì? Bún giò heo hả? Không, bán bánh tiêu. Lúc em thấy ảnh đang đứng bán, rồi dạ. Ấn tượng của em sao? Em không có thích ảnh, bữa đó em ăn mà ảnh lấy ngay giò heo mà cút mỡ cho em mà bán mắt nữa hai lần cái giò heo mỡ đâu có ăn mỡ đâu. Ờ, cút mỡ luôn. Nhưng mà ghét, nhưng mà riêng Tài giò thì heo. Tài có ấn tượng gì chỗ nào? Ngông lắm. Vậy thì tại sao lại là đến với nhau? Cũng có nhiều lý do, cũng ăn bún riêu cũng vài lần. Ảnh thấy gái thì ảnh hay xin số điện thoại rồi Facebook lại rủ đi uống cà phê. Mày rủ đúng một lần thôi. Còn những lần khác là rủ đi nhậu không mà. Trời đất, vậy hả? Dạ. Rồi cũng đi hả? Thì em lúc đó em chưa có đi làm cho nên em rảnh không đủ em đi thôi ạ. À. Vậy hả? Nhậu rồi đô của ai cao hơn? Thì em không biết uống, uống ít thôi. Anh nói là em đi theo anh ăn giùm thôi. Còn lại là để anh uống. Ủa mà thường nhậu như vậy thì là khoảng mấy tiếng? Thường là ảnh cứ buôn bán thì buổi trưa thì ảnh xuống nhà em, ảnh nấu cơm cho em xong rồi ảnh lại về ảnh bán tiếp tới chiều tối, ảnh dọn khoảng 10 giờ đêm để ảnh xuống anh lại rủ em đi nhậu tiếp tới 1 giờ. Rồi có khi nào tối không về nhà mà ngủ lại nhà trọ không? Không, tối về nhà để sáng về sớm đi chợ bán nữa, tại vì phòng trọ em ở chung với vài chị nữa cho anh em. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì mới yêu nhau? Thì chắc khoảng 6 tháng. Ủa Tài, rồi khi mà yêu có, nhau rồi thì có ghen không? Dạ ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Em ghen. Em ghen hả? Dạ. Thiệt không? Ghen dạ, dữ không? Ghen dữ lắm. Ghen sao dữ? Em làm công ty thì có văn phòng của em thì có những cái anh bạn nam làm chung á. Thì đi ăn cơm thì mình cũng rủ người ta đi ăn thôi. Cái ổng nói ăn tại sao lại đi chung với thằng đó lên chém đó nha. Rồi em cũng không có dám nói gì, cũng không có dám rủ bạn nó đi ăn luôn. Ông hâm chém bao nhiêu người rồi? Cũng khoảng 2 người. Trời ơi, nhưng mà lúc đó là em phát ngôn như vậy là thật? Là thật đúng không? Dạ. Em hù? Không, là thật. Tại vì nói miệng là nói ghét thằng đó mà tự nhiên nó rủ đi ăn lại đi chung. Ăn trưa mà, ăn trưa thì công ty mình đi, không lẽ mình đi thôi mình không nói người ta một tiếng sởi lởi là mình nói là đi ăn cơm. Chứ đâu phải là mình mời người ta mình trả tiền đâu. Hai người làm chung phòng. Dạ, chung phòng thiết kế. Mà là đi 3 người luôn hay dạ, là đi 2? Dạ, đi hết thì đi hết công ty. À, người ta đi hết mà. Mà chứ đâu phải đi 2 người mình đâu. Mình nói thì ảnh là ghen vậy thì đúng không, em ghét lắm. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh hâm như vậy thì cái phản ứng của em như thế nào? Em nạt lại. Dạ hả? Tính em thì nói chung là cũng ngang mà bướng. Nạt lại thì bên này như thế nào? Nổi điên hơn nữa. Trời ơi. Có đòi chém em luôn không? Không, tại vì mà ảnh nói chém em là hả em sực lại là ảnh sợ liền. Cuối cùng cái điều mà tôi muốn nghe đó là cái kết quả. Cái câu mà sực lại đó. Cái câu sực lại đó. Bây giờ để hỏi Tài, bên này có ghen không? Có. Cái con dữ không? Cũng dữ. Có đòi chém em không? Không. Em chỉ chém cái người kia thôi chứ không có chém. À, cũng chém. Có nghĩa là thôi. Nghĩa là chém mấy người thứ ba. Ủa, ông chém mấy người rồi? Một người. Sao vậy em? Người đó là ai mà em đòi chém vậy? Có con bé làm massage ở gần nhà ảnh á. Cái ảnh đang bán gì, ảnh nhắn tin, ảnh rủ qua nhà ảnh chiên sake cho ăn. Rồi xin số điện thoại. Trời đất ơi. Em đọc được tin nhắn thì em mới tức đi lên rồi hả? Ảnh nó anh để anh giải thích. Mà trong khi em đọc tin nhắn là em biết ảnh xin số điện thoại của người ta chứ đâu phải người ta dụ dỗ ảnh đâu. Mà ảnh nói giống như là người ta xin số điện thoại nó nhắn ảnh trước vậy. Vậy sao em phải chém ổng chứ sao em chém nhỏ kia? Thôi chém ổng. Em không có chém ổng, ổng thì tự xử. Lúc đó thì ổng đang nhậu, cái ổng cầm cái ly ổng đập lên đầu ổng. Trời ơi. Thứ dữ nha. Rồi có bể cái ly không? Dạ bể. Rồi em sợ không cưng? Không. Ôi ôi. Em phóng xe em cái vèo em đi luôn. Cụt cả hệ luôn. Ở bữa đó cái đầu có bị thương có chảy máu không? Cái đó ảnh em cũng không biết. Dạ không. Rồi sau cái giật có cái đợt ghen nào mà hai bạn là có nguy cơ tan vỡ không? Dạ cái đợt cái bạn đó đó. Thì lúc đó em mới bỏ em đi. Thì lúc đó em cũng uống cũng hơi say say rồi. Thì em đi trên đường em không còn thấy đường nữa. Cái em cũng dừng xe lại vô cái quán cà phê nhưng mà em không biết. Cái em vô đó mà cũng hên là người ta cũng có người tốt. Nhờ cái người đó điện cho ảnh kêu ảnh lên mà không thấy ảnh lên luôn.
để chở em đi về chứ em không chạy xe nổi. Em tỉnh dậy rồi em về được phòng của em thì ngày hôm sau anh mới lên xin lỗi. Rồi anh nói anh dọa anh ấy mà không tha thứ, anh từ từ rồi anh chết đủ thứ, rồi khóc lóc van xin, rồi em cũng quýnh vài cái rồi em mới tha thứ. Vài cái. Mà sau chuyện đó là cuối cùng là lấy nhau. Sau đó thì khoảng một năm sau thì lấy nhau. Chắc lẽ đó là cái khó khăn nhất của hai bạn đó. Là cái chuyện là ghen hờn rồi chưa hiểu nhau nhiều. Đó, trong tình cảm hay là còn những khó khăn gì khác nữa sau khi cưới á? Sau khi cưới thì có một số cái cũng vỡ mộng. Còn nhắn tin còn này kia nọ? Cũng còn. Trời ơi, lì dữ vậy trời. Lúc em có em bé được một tháng á, thì ảnh hay nhắn tin không những gái mà còn trai rồi con đủ thứ hết. Đừng nói em ghen với trai luôn nha. Dạ có. Trời ơi. Là sao không hiểu được, kể cho nghe coi. Trời, chị bắt đầu rối não rồi đó. Lúc đó em có em bé mà em không có để ý ảnh. Thì thường hả, ảnh buôn bán tới 1 giờ ảnh mới về. Có hẹn hò gì không thì em không biết. Thì lúc đó buồn rồi khóc rồi đòi bồng con bỏ về quê. Rồi tới lúc đó ảnh lại xuống nước năn nỉ khóc lóc van xin. Rồi từ từ thì cũng tha thứ. Quánh nữa? Không, lúc đó em hết quánh rồi. Tại lúc đó trên Zalo á, rồi cứ nó nhắn thì mình trả lời thôi. Nhắn sao? Nhắn rủ đi chơi không? Thì em đi luôn. Dạ, nhưng mà em nhắn thì nhắn vậy thôi, chứ mà đi là chắc chắn là không đi rồi. Có rủ đi khách sạn không? Dạ có luôn. Trời, có em, đi không? Em có gái thì không? Có đi không? Khai thiệt đi. Dạ không, lúc đó không có điều kiện để đi. Đi rồi. Không có thời gian để đi. Em có bắt quả tang được lần nào chưa? Chưa, chứ đọc được tin nhắn. Rồi mấy cái cô gái đó là ở đâu? Ở đâu ra nhắn? Trên Zalo à? Dạ. Hay là khách ăn bún riêu? Khách ăn bún riêu cũ. Trên Zalo nó hay nhắn lung tung vậy, không biết ai. Anh nghĩ là em nên hạn chế và nó có một cái chức năng gọi là chặn á. Dạ, bây giờ em không còn xài nữa. Đó, thấy chưa, giục luôn. Thì thôi, anh muốn hỏi nè. Anh dạ. Này còn cái tật xấu gì nữa? Em không biết đó là tật xấu hay tốt, nhưng mà anh kỹ tính quá mất luôn á. Cái chị trong nhà nó nhỏ nhặt lắm, anh cũng lôi ra, anh nói em được nữa. Ví dụ như là em không phải là em ở dơ, nhưng mà ví dụ em lấy cái đồ này, em chưa kịp dọn thôi. Tí nữa em mới dọn, thì anh lại anh la lên, nó là lấy đồ, nó dọn cho nó gọn gàng. Rửa chén xong là phải cái sàn nước phải sáng bóng luôn. Tụi em thì chỉ mới sáng thôi chứ chưa có bóng. Thì anh là lên. Mà cái đó em không thích à? Anh nói nhiều, em là cái tật em không thích nói nhiều. Nói một lần em sẽ từ từ em thay đổi. Nhưng mà nói nhiều quá nghe nhức đầu là em bực là em sẽ nạt lên. Ngoài cái tính mà em cho là tật xấu đó thì là còn gì nữa không? Với lại nhậu. Nhậu? Nhậu nhiều. Nhậu nhiều. Hồi xưa thì nói nhậu với vợ là vui rồi. Còn bây giờ thấy nhậu với bạn vui với vợ hết vui rồi. Thế còn em, tật xấu của vợ mình là gì? Bệ bộn lắm. Đúng rồi, ông này có qua có lại liền luôn. Ông có qua có lại liền luôn. Nhiều lấy cái này ra xài cái quấy tay cái dục tại chỗ luôn. Ai nói? Không có dục tại chỗ đâu, dục vô sọt rác mà. Dục sọt rác mà bị rơi ra ngoài đúng không? Dục cái bên không à. Rồi, có gì nữa không? Dạ không, chỉ có vậy à. Các bạn nó lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Rồi bây giờ cái nguồn kinh tế thì ai là cái nguồn thu nhập cao? Chủ yếu là ảnh, tại em mới đi làm lại thôi. Nhưng mà có mâu thuẫn về tiền bạc không? Không, tiền bạc thì hay chồng bình thường. Chỉ có về tính cách thì nó hơi khác nhau. Cái mối xung đột của tụi em á là chủ yếu là vì cái gì? Nếu mà hai chồng có cãi nhau, ai cũng muốn cái tôi của mình nó nói lên là em muốn em thắng, ảnh nói ảnh muốn ảnh thắng. Không ai nhường ai hết. Giống như cái chuyện buôn bán, em thì ví dụ em muốn mở một cái cửa hàng bánh mì nhỏ. Thì trước tiên là cũng phải bài bản là làm tờ rơi rồi hả phát rồi khuyến mãi rồi. Rồi mình phải làm cho ngon thì mình mới đem đi mình bán. Còn ảnh thì hả, ảnh nghĩ là cái ào cái mình mua nguyên liệu về là mình có thể bán được. Cái là cãi nhau cái riết rồi cái không bán nữa. Anh cứ tập trung anh bán bánh tiêu thôi. Là chỉ có như vậy thôi gì? Dạ. Đó là cái xung đột mà lớn nhất của tụi em bây giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là em nói thì ảnh cũng phải tiếp thu những ý của em đi. Ảnh thấy cái gì có lý thì ảnh làm. Còn hả không hợp lý thì ảnh nói nhỏ nhẹ với em. Mà nói thì nói một lần thôi, chứ đừng có nhây nói hoài. Một cái vấn đề thì em rất là bực. Với lại bớt nhậu một tí. Rồi bây giờ con Tài bớt bề bộn rồi. Chứ hiện tại bây giờ cứ đi làm về cởi áo qua cũng dục máng đầy. Không, chị thấy nè, bây giờ cái xung đột nhất của vợ chồng em chỉ là cái định hướng trong làm ăn. Và tự tụi em đã rút ra được một cái việc là chuyện của ai nấy làm rồi. Có nghĩa là tụi em không có định làm chung với nhau nữa. Theo chị cái này cũng đúng. Bởi vì hai ngành nghề khác nhau dữ quá. Tuy nhiên tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chị nói về Tài á, em có nghề nấu ăn đúng không? Thì ví dụ bây giờ em bán bánh tiêu,
hay là em bán bánh mì hay là em bán bún riêu cũng đều là liên quan đến ẩm thực. Nếu như em thực sự yêu cái ngành nghề mà em đang làm á, thì chị nghĩ là em nên có một cái suy nghĩ định hướng rõ. Mình phải có một cái cửa tiệm. Chị nói ví dụ mỗi ngày mình phải mỗi tiếng lên. Cho nên em chú tâm, em tập trung vô ví dụ cửa hàng của em sẽ là cái gì. Có thể là cả ba món, cả bún riêu, cả bánh mì, cả bánh tiêu, hoặc có thể là một món mà em thích. Thì nếu chồng em có cái suy nghĩ đó, em nên hỗ trợ với chồng. Còn cái chuyện mà làm như thế nào thì em cứ để chồng em tự quyết đi. Tại vì cái đó là cái sở trường của chồng em. Tuy nhiên nếu vợ em góp ý em về cái vấn đề mà mình phát triển, mình phát triển giới thiệu, quảng cáo, giới thiệu bằng brochure hay là bằng một cái hình thức nào đó, thì em nên tiếp thu cái đó. Đúng vậy. Đúng không? Mà vợ em với cái ngành nghề này, vợ em có thể hỗ trợ em trong cái việc đó được. Vấn đề tụi em chỉ là nằm ở chỗ đó thôi. Cảm ơn tụi em nha. Cảm ơn.